Cóc đầu cái đám ngụy nô với mấy cái đám mà cuồng Mỹ với ngụy nô, mấy cái đám mà bao que xỏ lá, mấy cái đám mà gọi là khôn gách áo ôm, khôn nhà dạy chợ. Tụi nó cay cú lắm. Nó không biết thằng này là con mẹ gì. Chắc cái internet của mình này tự nhiên nó yếu vậy ta. Đây thì mấy cái đám ngộ nô, mấy cái đám mà chọc ngộ trên mạng này nó cay lắm, nó rất là cay. Cái internet của mình này tệ đó. Internet Mỹ mình tệ dưới rồi. Nói chung thì đất nước, xã hội, con người thì ở đâu nó cũng có thằng khùng, thằng điên. Ở bên Mỹ này cũng vậy, và ở đâu cũng vậy. Ở trên cái mạng xã hội này nó cũng bị hơi bị nhiều luôn. Mấy cái đám mà khùng khùng, điên điên, dở hơi, tối ngày thì cứ đọc báo Cộng sản rồi chửi Cộng sản. Đấy. Có mấy cái con mà nó dở hơi, nó lên mạng rồi gần đây nào là xe La Đà Lạt là của người Việt Nam, được sản xuất thời xưa. Thời xưa người Việt Nam giỏi xe La Đà Lạt. Chàng đất ơi, cái chiếc La Đà Lạt các bạn biết, nó là công nghệ và hoàn toàn của Pháp, chẳng có cái gì của Việt Nam cả. Nó là 100% vốn đầu tư được của Pháp hết. Và cái công nghệ đó nó có từ lâu rồi. Nó từ Pháp qua Việt Nam, nó thấy cái thị trường, cái thị yếu Việt Nam, cho nên nó sản xuất, nó bán để đặng nó cạnh tranh với những cái dòng xe khác. Chỉ có vậy thôi mà mấy ông ngụy nô, mấy thành phần cuồng Mỹ, ôi thôi thôi, khen nức nở Việt Nam mà sản xuất, thời xưa sản xuất được xe hơi. Tìa mà hay ớn chạy đầu. Rồi bây giờ lại cái vụ của bà Khánh Ly. Các bạn thấy, bởi vì cái người Việt của mình, họ sống trong cái sự ảo tưởng rất là nhiều. Mấy cái thành phần mà thiên tạc chống phá đất nước anh chị các bạn, tụi nó sống trong cái sự mơ hồ, nó tự bài vẽ và nó vẽ lên, nó làm giống như là một cái bức tranh đẹp ghê gớm lắm. Ngày xưa giống như là một cái chế độ thể chế giống như là đẹp lắm vậy, toàn là màu hồng không. Mà thật sự sau đó còn Mỹ thì còn cái chế độ Sài Gòn đó, Mỹ mất rồi thì nó cũng chạy ra ngoài hạm đội 7 nháo nhào xuống Biển Đông. Rồi bây giờ mấy cái đám lôi trôi lóc chóc như con dồi, nó lên mạng nó hát bài ca con cá, mấy thành phần ngụy nô, thấy tụi nó là thấy ớn chạy đậu. Mấy cái đám mà nó cuồng Mỹ rồi ngụy nô, nó ca ngợi cái nước Mỹ, tôi thấy mà ớn chạy đầu. Thì hôm nay mình, mục đích của mình là muốn chia sẻ cái đề tài của bà Khánh Ly. Thì các bạn đã thấy ở Việt Nam, vấn đề mà truyền thông báo chí Việt Nam nó loạn giả mang. Tôi nói chị các bạn, tôi nói cái này sự thật, các bạn nhìn kỹ đi, nó bị những cái thành phần mà phản dân tộc, nó chỉ biết lợi ích nhóm của nó và đồng tiền là tất cả, cho nên nó không có đề cao tinh thần dân tộc và an nguy quốc gia gì cả. Mình lấy làm đáng tiếc. Cái chuyện của bà Khánh Ly thì tôi nói, một cái người mà thật sự mà người ta mà có cái tâm mà họ về lại quê hương thì họ không bao giờ như bà Khánh Ly như vậy. Lần đầu tiên bà ấy trở về Việt Nam là tôi thấy rồi, cái bà này có cái mưu đồ. Ít khi nào mà tôi nói chuyện các bạn không bao giờ nhìn thấy và hiểu được những cái người chống cộng ở hải ngoại như tôi đâu. Tôi chia sẻ về với quê hương đất nước, cái cách nói chuyện của tôi rất là thẳng thắn. Có nhiều người chửi tôi thế này thế nọ, nhưng mà tôi chỉ muốn làm sao để bảo vệ cái cơ chế. Tại vì Việt Nam mình là một đất nước, nó không phải giống như những cái quốc gia khác.
cái chiều dài lịch sử và vấn đề mà mô hình xã hội cũng vậy, và cái văn hóa cũng vậy. Mà hiện nay Việt Nam đang buông lỏng về vấn đề truyền thông, báo chí, không gian mạng đồ, rất là khủng khiếp, rất là nguy hiểm. Ngày lần đầu tiên bà Khánh Ly mà bảo về là tôi đã thấy cái mồi của bà, những cái tai mà chống cộng mà gọi là gạo cội khét tiếng như bà Khánh Ly. Các bạn nghĩ đi, bỏ cái con đường mà chống cộng ở hải ngoại thì nó rất là hiếm, giống như mò kim dưới đáy biển. Lần đầu tiên bãi về, bãi đi ra ngoài bãi biển ở Nha Trang thì phải hay Khánh Hòa gì tôi quên rồi. Các bạn thấy không, bà cầm một cái chùm hoa màu trắng, bà đốt hương, bà nhìn về biển Đông á. Bà muốn cho người ta biết là bà cũng muốn lên án một cái chế độ đã đẩy những người mà họ bỏ nước ra đi trên biển Đông. Ít, các bạn thấy truyền thông, báo chí hay một số thành phần khác, họ không có cái nhìn như vậy. Tôi đã nhìn thấy như vậy thì bả về lần hai này, đây là cái trận cuối cùng để bả đánh thôi. Bả dùng cái mưu đồ của bả để bả về, bả mua chuộc mấy cái nhóm lợi ích ở trong nước, nó vì tiền thôi. Có nhiều người khi mà mới vừa xảy ra thì truyền thông đồ, người này đổ lỗi người kia đổ lỗi người nọ, chè ở Lâm Đồng đồ đổ lỗi cho nhau, nó chèn đét ơi. Một cái bài nhạc nó đã chuẩn bị bài bản soạn thảo, nó hát, nó mặc đồ và nó trình diễn như thế nào, nó đã chuẩn bị hết trơn rồi mà đổ lỗi qua đổ lỗi lại gì. Cái ban tổ chức tụi nó cũng nằm ở trong đó, từ cái bộ văn hóa nó cũng nằm ở trong đó. Tại vì cái vấn đề mà cơ quan địa phương pháp luật ở Việt Nam mình, tôi nói nó bích lòng vậy, nó còn quan liêu lắm. Mình nói thì nó rất là bích lòng, nhưng thà phải nói ra để đặng mình bảo vệ cái cơ chế, cái sự tồn tại của đất nước và an ninh của đất nước, để những người mà người ta có lòng với quê hương đất nước, những người lãnh đạo, người ta có tấm lòng, có tâm, người ta sẽ nhìn, người ta thấy. Không có, tôi nói một điều, những gì tôi chia sẻ, tôi góp ý về quê hương, quý vị đi đốt đuốc tìm không bao giờ ra một người nào như tôi đâu, một cái người có tâm như tôi đâu. Tôi nói thật đấy, tôi bảo đảm luôn đó. Tôi chỉ tìm cách để bảo vệ cái cơ chế và cái đất nước, cái sự bình yên mà biết bao nhiêu người đã đổ máu và nằm xuống. Tôi trân trọng những điều đó. Tôi góp ý kiến và tôi đưa ra một cách gọi là bất vụ lợi. Không có phải nhà nước Việt Nam cũng không có phải đi thuê người này thuê người kia để đặng mà đưa ra những cái ý kiến. Tôi chia sẻ một cách tự nguyện, tôi nói thật đấy. Những cái gì mà của bà Khánh Ly rồi nó là một cái sự gọi là quá lỏng lẻo, hờ ơ, mà cái vấn đề mà pháp luật địa phương nó bị lũng đoạn quá nhiều. Trên bảo dưới không nghe, thằng nào có tiền bỏ ra là xong, cứ là tiền đó, xong đi rồi tao sẽ tính, nó như vậy thôi. Bây giờ tôi nói về cái bài nhạc đó, cái bài nhạc mà Gia Tài Của Mẹ, thật sự ra người dân Việt Nam không, họ hát karaoke, họ hát cái này nọ, ngày này tháng nọ lĩnh đỏ tôi cũng thấy người ta hát và chẳng ai nói. Nhưng mà cái mục đích của bà Khánh Ly, tại vì bả là những cái thành phần gọi là chống cộng cực đoan. Đấy, các bạn nghĩ đi, bà hát có cái mưu đồ, cái mưu đồ của bà. Bây giờ cái bài hát đó bắt đầu nó dậy sóng ầm ầm hào hào, tiêu rồi. Tôi thấy đó, các bạn thấy không, mình đã bị hớ rồi. Bắt đầu tụi nó trên không gian mạng, đài RFA, tụi BBC, những cái truyền thông thổ tả của bọn chống cộng hải ngoại, bắt đầu tụi nó sẽ dùng cái đó, nó sẽ tố Việt Nam. Bây giờ mình siết lại thì nó bắt đầu nó sẽ tố Việt Nam. Hồi bấy lâu nay cái bài đó nó chỉ bình thường thôi, nó không có gì gọi là phải quá trầm trọng. Nhưng bởi vì bà Khánh Ly, bà là một ca sĩ, là một người gọi là chống cộng ở hải ngoại, bà hát thì có cái mục đích của bà. Thì các bạn thấy ngay cả tụi ở ngoài Hà Nội, nó chuẩn bị tháng 7 này, chính tay tháng 7 này nó biểu diễn, mà nó đã dán tờ quảng cáo lên là bà Khánh Ly sẽ hát cái bài gọi là Gia Tài Của Mẹ. Các bạn thấy khủng khiếp không? Thao túng một cách ghê gớm.
Bởi vì thấy mình chỉ buồn thôi, cho một cái, một những cái thành phần mà nó chỉ vì tiền lợi ích cá nhân, rồi nó để đất nước mình đi vào những cái sự gọi là an ninh mất trật tự, và những cái thế lực xuyên tạc chống phá đất nước nó nhảy vào, nó lụm liền miếng mồi quá ngon đấy. Bây giờ cái chủ đề bài hát Gia Tài Của Mẹ mà bà Khánh Ly bà hát quá ngon, quá béo luôn. Cái tụi chống cộng ở hải ngoại bắt đầu bây giờ đi lên không gian mạng chỗ nào cũng vậy. Ô Việt Nam kiểm duyệt thế này, Việt Nam kiểm duyệt thế kia, ở đâu mà không kiểm duyệt, thằng Mỹ nó cũng kiểm duyệt. Tôi nói chỉ có bạn biết truyền thông của thằng Mỹ nó kiểm duyệt ghê hồn lắm, chứ không phải Việt Nam đâu. Lên trên đó mà nói tào lao là nó phạt, không biết phạt tí má nhìn không ra. Nó có tụi FCC của nó, nhưng mà người ta khôn khéo, với lại một cái quốc gia của người ta, cái đảng phái của nó khác với mình, nó không phải giống như mình. Cái hệ thống chính trị của nó, thằng này làm không xong, thằng sai lầm thì cái buông hết 4 năm hết nhiệm kỳ nó, thằng khác lên cái sửa, cho nên không khiếp. Thành ra tôi chỉ chia sẻ về với quê hương. Câu chuyện hôm nay hy vọng là những người ở cấp cao lãnh đạo sẽ nghe được và sẽ nhìn thấy sự gọi là tâm tư của một người con đất mẹ Việt Nam như tôi, luôn luôn nặng lòng với quê hương một cách vô điều kiện. Tôi chẳng bao giờ mà xin xỏ quê hương cho tôi cái gì cả. Chưa bao giờ tôi xin xỏ hay nhờ giả cái vấn đề mà pháp quyền cũng vậy. Tôi chơi rất là sòng phẳng, đâu ra đó. Chưa bao giờ dựa hơi ai cả. Những gì tôi chia sẻ là để mong rằng những người mà lãnh đạo người ta có cái sự hiểu biết sâu rộng, người ta sẽ nhìn thấy để đặng ngăn chặn những cái tội mà xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi nói với quý vị, ngày nào mà cái lá cờ bao que mà nó còn bay ở hải ngoại thì ngày đó tụi nó không bao giờ để cho Việt Nam bình yên đâu. Tôi nói thật đấy. Vừa rồi Thủ tướng Phạm Minh Chính các bạn có thấy không? Nó treo cờ, tại vì các bạn không có xem tin tức ở tụi nó bên này. Những cái truyền thông của tụi nó bẩn bừa. Nó ra rồi đó, nó chửi nhà nước Việt Nam mình. Nó treo cờ lên. Thấy mà ớn. Cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó khát máu lắm. Tôi nói anh chị các bạn, nó giết được tôi, nó giết từ lâu rồi. Tại tôi không có sống với tụi nó, và tôi không có tham gia với tụi nó. Hồi nào giờ tôi thấy tụi nó là tôi tránh, mình không thích. Toàn là cái quân ô hợp, nó không có đáng gì cả. Thôi thì lại mình dừng lại ở đây. Mình chỉ chia sẻ về một cái sự việc mà nó xảy ra. Câu chuyện mà bà Khánh Ly bà hát cái bài hát của bà, bây giờ bà đã thắng rồi, các bạn thấy không? Đấy, bây giờ truyền thông tụi hải ngoại nó đã gọi là vui mừng reo hò lên đấy về bài hát đó. Bắt đầu là nó xôn xao lên, bắt đầu nó tuyên truyền ra, rồi bắt đầu người dân Việt Nam trong nước họ mới đi tìm hiểu đó, bắt đầu họ vô họ coi. Và bắt đầu bây giờ cái bài hát đó bắt đầu sẽ hát khắp mọi nơi luôn. Hồi lúc trước thì lâu lâu người nào thấy chán thì hát chơi. Bây giờ bắt đầu nó, những thành phần mà nó bất mãn chế độ, những thành phần nó sẽ dùng cái bài đó, nó sẽ tuyên truyền để đặng mà xuyên tạc chống phá đất nước. Đó. Khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói với quý vị, tôi nói chỉ một cái tụi chống cộng cực đoan ở hải ngoại này thôi. Tôi chưa nói đến những cái quốc gia thù địch của Việt Nam. Đừng nghĩ Việt Nam mình hội nhập, hòa nhập với lại cộng đồng thế giới là mình vui mừng. Mình vui mừng nhưng mà phía sau đó không phải là giỡn đâu. Không phải là bài học của Nga đấy. Hãy mà học lấy. Đấy. Nhìn cái vấn đề mà Nga Xô, đó là một bài học mà Việt Nam cần phải nên nghiên cứu và tìm hiểu. Để hôm nào tôi sẽ chia sẻ về cái câu chuyện này.
thì quý vị sẽ thấy nó không đơn giản đâu. Thôi mình xin dừng like đây. Xin chào quý vị. Bye 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 bye.